Thưa quý vị, bến xe liên tỉnh phía Nam thành phố Đà Nẵng được đưa vào sử dụng từ năm 2012 tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang với định hướng phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Nhưng vì nhiều nguyên nhân và vướng mắc nên qua 10 năm bến xe vẫn không hoạt động. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Hệ thống cửa, ghế ngồi, quầy bán vé, tường thấm dột, bụi phủ kín mọi nơi. Cả nghìn mét vuông đất xung quanh công trình, cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Hiện chỉ có một số xe buýt trợ giá, xe container đổ và một số doanh nghiệp thuê mặt bằng tập kết hàng hóa. Trong thời gian 10 năm mà chúng ta bỏ hoang, lãng phí thì rõ ràng là rất là thiệt thòi về phát triển kinh tế cho cái thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Thì về mặt cử tri thì cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch, tức là tiếp tục cho nhà đầu tư phát triển để xây dựng kinh tế, và đồng thời nếu không tiến hành xây dựng thì chúng ta nên thu hồi. Bến xe liên tỉnh phía Nam thuộc tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư gần 130 tỷ đồng. Công trình này rộng 6,3 hectare, có công năng phục vụ từ 800 đến 1.000 lượt xe xuất bến một ngày. Tuy nhiên, bến xe nằm rất xa trung tâm. Các doanh nghiệp vận tải không đăng ký kinh doanh, việc phân luồng tuyến bất hợp lý. Chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành thủ tục về hoạt động bến bãi. Năm 22 giờ đưa bến vào hoạt động đến giờ, nói chung là cũng có được vài tiếng, mà nhưng họ đi cũng thử thời gian thôi. Rồi họ cũng xin ngưng thôi, sao vậy? Vì hành khách xa thành phố quá, họ không đi được. Cho nên lượng khách nó không có. Mới đây mình có hỗ trợ cho Quảng An đó. Để thí điểm đó mà Quảng An đi không có khách, thấy Quảng An cũng nghỉ rồi đó, để xe lại đó. Nói chung là người lao động ở đây và dân địa phương ở đây muốn bến xe để hoạt động, để có giải quyết công an việc làm cho anh em địa phương rồi. Ngay từ năm 2013, để giải quyết các vấn đề tồn động khó khăn vướng mắc của bến xe, đã có nhiều cuộc họp và nhiều văn bản kiến nghị đến các bộ ngành trung ương. Người dân địa phương cũng liên tục kiến nghị cho rằng Đà Nẵng đã dành một quỹ đất rất lớn để doanh nghiệp xây dựng bến xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để bỏ hoang nhiều năm là rất phản cảm, lãng phí. Thì cử tri ở đó thì họ cũng có ý kiến muốn chất vấn tại cái cuộc họp này về cái nội dung là cái định hướng cho cái bến xe này như thế nào. Nhất là chúng ta cần phải đánh giá lại, xem thì cái hiệu quả nó, tức là cái vị trí nó còn ổn không. Còn không thì chúng ta phải sớm là có cái phương pháp nào đó, hoặc là chuyển đổi thành mục đích sử dụng thành cái khác, hoặc là phải làm thế nào để đưa cái bến xe này vào hoạt động, chứ không thì nó sẽ lãng phí một cái nguồn tài nguyên rất là lớn. Hiện nay đơn vị quản lý đang thực hiện bổ sung, điều chỉnh các hạng mục tại đây. Để đảm bảo điều kiện, đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng công bố bến xe theo quy định để vận hành hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, các ban ngành, Sở Giao thông Vận tải cùng doanh nghiệp cần ra soát để tổ chức phân luồng tại tuyến theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải thì mới tháo gỡ được những khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.